Vâng, xin kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quân Vlog. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục ở nhà tránh dịch và ăn thôi. Hôm nay anh em sẽ làm món vịt rong giềng các bạn nhé. Bây giờ anh trai sẽ ướp vịt. Đấy, vịt thì đã được trần qua cho nó hết cái mùi hôi đi các bạn ạ. Đấy, hai thìa mắm các bạn nhá. Cái gia vị gồm có mắm này, muối, mì chính các kiểu, giềng, bột chiên giòn. Đấy, bạn thấy không? Đấy, mì chính. Đấy, ăn chay thôi, đầu bếp chuẩn bị xuất khẩu lao động sang Nhật các bạn nhá. Chuyên làm đầu bếp. Đấy, giềng này vắt lấy nước. Và đấy, giềng vàng không? Giềng có, trong giềng có cả nghệ xay các bạn nha. Đấy, cái bã giềng này thì cũng không vứt đi đâu các bạn ạ. Bã giềng để tí nữa cho vào da giềng hết. Đấy, đấy, cho nước giềng vào cho nó đánh cái mùi hôi đi các bạn ạ. Cho tí đường. Vâng. Cái bếp bừa bộn quá các bạn ạ. Đã thông cảm nhá. Mùa dịch chả, ở nhà chẳng có gì khác ngoài ăn. Nên là anh em ăn chỉ ăn với bị chơi ngủ, không dám ra đường. Hôm nay thì tôi đã ở nhà được 10 ngày rồi các bạn ạ. Không ra đường 10 ngày nay rồi. Sau khi từ bệnh viện về, bệnh viện là bệnh viện huyết học chứ không phải bệnh viện Bạch Mai đâu nhá. Có ướp gì nữa không? Đấy, ướp thế xong rồi về cho lên rang nhá. Các bạn cùng đợi chúng tôi nhá. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục. Bây giờ là màn rang giềng. Nói rang giềng vậy nhưng mà cho vào dầu trao mà. Đấy, bây giờ sẽ cho bột mì thấm qua vịt tí nhá. Đấy. Nó đứng lại luôn, đứng lại luôn. Ghế này. Con cháu nó ngồi cái ghế nó bưng mẹ ngã trên. Ngã chắc chưa luôn. Thôi để ghế đấy bác ngồi. Để ghế đấy. Ra với ông này. Ô. À, tưởng cho hai gói rồi. Đấy, nửa gói các bạn nhá. Nửa gói vào 1 phần 2 con vịt. Sau khi ướp qua với mắm muối và một ít nước giềng thì sẽ là tẩm bột, rồi sau đó cho đi chiên. Chiên giòn là được các bạn ạ. Thôi. Gói cái này và nhỡ rồi. Mà mình đi mua đồ chứ chứ về này các bạn này. Muối này. Ấy, muối, muối biển nhá. Hẳn 4 gói ăn dần. Tính tủ kìa. Đấy. Đấy, bắt đầu em tôi nó cho vào nó rang giềng nhé. Trứng đầy tủ mà cần phải. Đấy, cần phải mua thêm trứng ấy. Mua thêm đây nha, trứng dưa chuột đây nha các bạn nha. Đấy, lại bảo không phải đi, kia kia. Thêm một
thêm 20 quả nữa, thế thằng đấy nó bán. Trong này là chắc là chắc một trứng vậy, bên cái túi gì kia mẹ? Bánh đa. À đây là bánh bánh đa hay là phở khô ấy nhá các bạn nhá. Đấy. Này. Mua về để dự trữ 3 ngày nữa là đóng cửa chợ mẹ. 3 ngày nữa. Đấy, 3 ngày nữa đóng cửa chợ các bạn nhá. Đấy, ngon quá nhỉ. Chợ ở quê tôi thì 3 ngày nữa, nay có thông báo 3 ngày nữa là sẽ đóng cửa các bạn. Nên là nhà ai có thể đi mua đồ về tích trữ đâu. Quên nhưng mà mua cũng ăn được vậy. Chẳng nhẽ đóng cửa chợ vậy, thịt cá các thứ thì ăn được. Dán trứng thôi. Làm gì họ đóng nhỉ? Dán trứng thôi. Giờ thịt nó vẫn bán ở nhà chứ. Thịt nó không bán ở nhà sao mà người bây giờ nó muốn cách ly người mà cần tài nó bán ở nhà. Vậy thì dở nhỉ. Đóng cửa chợ. Mình cũng không hiểu đóng cửa chợ thì lấy gì ăn nhỉ? Khó hiểu. Chắc là tìm vịt thôi. Các cụ cứ kháo nhau vậy thôi, còn gì đóng cửa chợ. Để 3 ngày nữa xem là biết các bạn. Đấy, cứ thế này thôi. Thì nữa thì cho giường vào tiếp thôi. Đấy. Đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa? Cái màu đẹp chưa? Bây giờ em tôi đã chuẩn bị cho tí bột vào giềng xong rồi giờ cho lên. Đấy thôi, vứt cái này ra cho giềng vào. À cho luôn à? Không cho giềng nữa à? Cho giềng rồi. Tí nữa còn một tiếp canh các bạn ạ. Tiếp canh thì sợ video nó sẽ hơi dài nên là tôi sẽ cắt cái phần đánh tiếp canh đi để tiếp canh thì ai cũng biết rồi đúng không? Tiếp canh quay nhiều người quay. Nhớ quay này cho các bạn biết cách làm và hướng dẫn. Các bạn xem cho nó thú vị thôi. Đấy. Hơi nhiều, cảm thấy hơi bé. Đây, cho lên chả công nghiệp nhá. Đấy, riêng nó vàng dần là được các bạn ạ. Cháy dần, ăn giòn là được. Châm thêm ít dầu. Thơm quá các bạn. Thơm thật. Thế thịt vàng đều nó khô hết riêng là bỏ ra thôi. Ở đây này các bạn. Dạ em được. Đấy, mời các bạn ạ. Vịt sang riêng đấy. Dài à? Vịt già rồi. Đây, em tôi nó sẽ ăn thử miếng đầu tiên. Mình sẽ ăn cái giềng nhá, vịt dai chắc không ăn được rồi. Giềng xuống một kia ra rồi.
Đây xem giường đây các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa? Thử nhá. Hết rồi. Gọn á. Gọn rụm luôn các bạn. Đây, bữa ăn thì mình đơn giản này, một Covid đơn giản này. Covid. Covid. Giòn nhé. Ngon đấy. Ăn cái gì ngon cực. Giờ ngon. Ông ăn hết rồi. Dài nhỉ. Dạ. Thịt dai thì ăn giường thôi. Xe đi mà ăn. Ê. Giường hay giòn. Ngon quá. Giòn ngon lắm. Nhớ. Thôi xong. Đây này, ra quần rồi này. Đây này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn thử cái canh nhá. Đông rồi. Đấy, cái canh đông chưa? Cái canh này thì hãng vừa mắm, vừa muối, vừa nước ấy. Ngon chưa? Sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban bộ ngành trung ương. Đây mời các bạn thế thế canh nhá. Ăn ngon thế à? Thôi em tôi chơi hẳn bắt tô rồi. Ngọt nhỉ? Hôm nay tôi hệ chủ đích bỏ mì chính. Ăn đấy ngọt. Ngon lắm. Không cho ăn. Cái vịt rang dưới hôm nay ngon đấy. Vịt rang rất ngon. Cái canh ngon. Ơi, chắc là tôi sẽ dừng video đây để ăn nốt bát cái canh này này. Sẽ đi xem thật sự nha các bạn nha. Thật sự đến rồi. Ăn thông báo dịch bệnh mà. Và câu nói duy nhất của tôi sau khi kết thúc là thực hiện chính sách chủ trương của chính phủ. Ai đang ở đâu thì cứ ở yên đấy nhá. Xin chào tạm biệt các bạn.